Xin chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ bốc thăm để chọn ra 10 bạn ngẫu nhiên có tham gia bình luận trong cái cuộc thi chia sẻ góc làm việc. Thì ở đây mình có tổng cộng là 162 bình luận trong cái album chia sẻ ảnh, và mình sẽ dùng cái trang random.org này để mà chọn ra 10 con số ngẫu nhiên duy nhất trong số 162 số đó. Số ở đây là cái số thứ tự của những cái bình luận từ trên xuống dưới như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chọn ra 10 số từ 1 tới 162. Rồi, những cái tùy chọn này nó cho phép chúng ta chọn ra những số ngẫu nhiên duy nhất không có bị trùng lặp với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và đây là kết quả 10 số ngẫu nhiên. Chúng ta có những số 24, 38, 59 cho tới 148. Xin cảm ơn các bạn.